Okushi Konbanwa. Ok, chào mọi người ha. Và hôm nay mình hướng dẫn các bạn hai cái kiểu script, đó chính là script đây, hai kiểu script này ha. Hai kiểu này là hai kiểu script nâng cao này mình hướng dẫn các bạn, còn những cái trường hợp đơn giản thì các bạn tự mày mò ha. Đây vào script này. Thì trong này có là script volume và variable script ha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai lệnh nâng cao này, hai cái tính năng này ha. Còn những cái tính năng còn lại thì các bạn chỉ cần vẽ một đường cơ và vẽ cho nó một cái đường biên dạng và một cái hai hai biên dạng, một biên dạng cơ đường dẫn và một đường biên dạng là hình dạng của nó là được, là quét theo cái biên dạng là được. Còn hai cái tính năng này thì nâng cao hơn một chút thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Ok, bạn file new cho mình. Trong thời gian dịch bệnh này thì mình cũng có làm một chút video gửi đến các bạn ha. Trong cái tầm hiểu biết của mình thì các bạn mà ok này, bạn draw sketch này. Bạn vẽ cho mình có biên dạng, đầu tiên thì bạn vẽ cho mình một sử dụng lệnh block đi. Rồi bạn vào home này, bạn vào menu này. Bạn chọn là insert này, bạn chọn là block cylinder ha, tạo lệnh nhanh bằng insert. Bạn vào insert, bạn vào design photo, bạn chọn cylinder này. Tạo một cái lệnh tạo một cái khối trục bằng lệnh block ha. Rồi ví dụ như là phi 30 dài 100 chẳng hạn. Và điểm tâm là nó bắt ngay tại đây ha. Rồi bạn thích ok này. Đó là tạo nhanh một cái khối trụ bằng cách là cylinder thường một điểm. Rồi bây giờ bạn sẽ vào lệnh helix cho mình, helix ha. Helix thì bạn sẽ vào là insert này, menu bạn chọn insert. Thường thì mình trên cái thanh công cụ này nó bị ẩn rất là nhiều ha, nên là mình vào bạn cứ vào menu này, bạn nào mà không có thì bạn vào cái mũi tên cuối cùng, bạn xổ xuống, bạn tích vào nha, tích vào. Bạn muốn cái thư mục nó hiển thị thì bạn tích vào. Bạn chọn vào menu, bạn chọn insert, bạn chọn là divider cơ này, bạn chọn là helical ha. Đây, cơ này bạn chọn là helical này, helix, helix. Đó chính là cái đường xoắn ốc đấy. Thì ok ở đây. Thì bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vẽ vẽ bu lông đai ốc và vẽ các kiểu lò xo theo kiểu ấy nha. Rồi ok, variable này. Dimension, hai kiểu là dimension và variable ghi theo đường kính và bán kính. Thì ở đây bạn nhập đường kính của nó là phi 30 đúng không ta? Phi 30, đúng là phi 30 rồi. Phi 30 ha. Bạn nhập là constant này. Ở đây đó chính là pick, thì bạn nhập là constant, bạn nhập cho nó hằng số, ví dụ như là hằng số là 10 nhá, bước pick là bằng 10 chẳng hạn. Ok. Rồi tiếp tục cái thông số cuối cùng này này. Start limit là điểm bắt đầu là 0 này, điểm kết thúc ví dụ như bây giờ bạn nhập cho nó là trụ này là 100 thì bạn nhập cho nó là 70 thôi chẳng hạn. Đấy, cho nó xoắn 70 thôi. Bạn tích ok. Đấy, đó là bạn đã tạo cho nó một cái hình xoắn ốc. Rồi tiếp tục bạn tạo cho mình vào menu, bạn vào insert, bạn vào Divide for tool ha. Đi design for tool này bạn chọn vào mục là special này cho mình. Rồi ở đây bạn sẽ pull cho nó một điểm, pull cho nó một điểm mà là nằm ngay điểm đầu của đường helix này ha. Ok, ở đây bạn nhập cho nó cái đường kính này là phi 10 chẳng hạn. Bạn tích ok. Đấy. Ví dụ như vậy, ở đây bạn giảm cho nó xíu đi. 8 thôi. Edit ha. Ví dụ như là đường kính phi 8 thôi. Ok. Rồi. Rồi sau đó bạn vào là insert menu, bạn chọn insert, bạn chọn là sweep, bạn chọn là sweep volume ha. Thì cái lệnh sweep volume này nó cắt cắt cái biên dạng đây. Thì chú ý cho mình hai cái biên dạng này này, hai cái chi tiết của mình này là hai cái body riêng biệt nha, bạn thấy không? Hai body riêng biệt, bạn lê chuột vào này thì đấy là hai body riêng biệt, giống như hai miếng bánh khác biệt đó. Cái này mình chưa cục, hai cái này là nó đang giao phối với nhau đó. Mình là chưa có cộng phối lại được. Ok ha. Thì ở đây là không nên cộng khối ha, trong trường hợp này mình không cộng khối được tại vì bây giờ mình sử dụng cái hình tròn này này, đó là cái lệnh này ha. Mình đi xoắn, mình cắt này là sử dụng cái này làm con dao để mà cắt cắt nó theo cái đường helical này, thấy không? Thì mình sử dụng sweep volume để mà sử dụng con này làm con dao mà đi cắt vòng theo cái đường sweep này, rất là hay ha. Ok, thì ở đây bạn sẽ chọn vào body này. Ok, thì nó tự động là bắt body cho bạn. Ok chưa? Rồi tiếp tục bạn sẽ chọn vào đường cơ là đường helix của mình, rê chuột vào cơ đó, đó chính là điều cần cần và điều cần đủ của mình. Thì đây có hai kiểu, đó chính là kiểu subtract và in in intersect ha. Subtract này đó chính là trừ khối này, đây bạn có thể tích vào resure này, đấy resure là trừ khối ha. Còn ví dụ như kiểu inference này đó chính là nó tạo tạo ra cái là tạo ra cái gì, cái điểm chung, lấy cái phần chung của hai phần thì bạn show resure này, thấy thì nó chỉ lấy cái phần là điểm chung, cái này là lấy điểm chung ha. Còn bạn chọn là trừ khối, subtract là trừ khối ha.
Ok, thì đó là trừ khối. Bạn thấy cho ok này. Đấy, tool, bạn thấy không? Tool body đó chính là lấy nó làm con dao để mà bạn cắt body. Ví dụ như bây giờ bạn ấn cái này đi, bạn hai này đi, đó. Đó là loại này rất là hay ha. Bạn ví dụ bạn ấn, tiếp tục ấn cái này đi nữa. Đấy, rất là hay. Loại này đó chính là lệnh sweep volume này, đó chính là sử dụng là làm để cắt cái vật liệu, bỏ loại bỏ cái vật liệu ha. Nhưng mà thường cái biên răng cắt tool của mình là đó chính là có cái hình là hình tròn á, hình cầu á, hay còn gọi là hình cầu đấy. Lưu ý ha, sweep volume dùng để cắt cái phần bó vật liệu theo cái đường dạng cơ của mình, bên dạng cơ ha, từ hai cái body riêng biệt này. À, một cái body dùng để làm con dao và một cái đường cơ mình cắt bó vật liệu đi. Đó chính là chức năng của cái lệnh là sweep volume. Mình tiếp tục hướng dẫn các bạn lệnh tiếp theo, đó chính là lệnh variable sweep này ha. Cái lệnh này rất là hay này. Lệnh này thì nó cũng giống như lệnh sweep khác thôi, dựa trên một cái đường cơ và một cái biên dạng của nó và một cái đường cơ để đường dẫn của nó. Thì ở đây nhưng mà cái tính năng này nâng cao hơn một xíu, đó chính là nó sẽ là tự cho bài phép bạn là thay đổi các tiết diện theo. Thì ở đây nhỏ này, to này, nhỏ to, nhỏ nhỏ, thì ở đây nó sẽ cho phép bạn thay đổi cái tiết diện. Ok, thì bạn chọn file new cho mình, rồi bạn nhấn ok vào model ha. Rồi bạn chọn cho mình là sketch này, bạn chọn cho mình là mặt xy chẳng hạn, ví dụ như là bạn chọn là on plane nhé, rồi bạn tích ok này. Và bây giờ bạn sẽ vẽ cho mình một cái biên dạng, ví dụ như sử dụng lệnh line thì vẽ cho mình một cái biên dạng ngoằn, toàn là ngoằn đi, ngoằn nghèo đi, ví dụ như thế. Ok, đây là tạm thời là mình không có gắn kích thước ha. Rồi sử dụng RC này, cung này, đấy, ví dụ như vậy. Ok chưa? Đấy, ví dụ mình có một cái biên dạng như vậy. Rồi bạn finish sketch này, bây giờ bạn sẽ vào lệnh là, mình khuyên các bạn là nên mở cái hộp thoại in menu này ha. Bạn chọn menu, bạn chọn insert này, bạn chọn là menu, bạn chọn insert, bạn chọn là sweep ha, bạn chọn là variable validation sweep này, phím tắt là phím V đấy, chờ một xíu nó load ha. Rồi ok, rồi bạn chọn vào cơ select cơ, thì bạn không không có vội vào, không có vội chọn vào cái đường cơ này nhá, mà bạn chọn vào cái mục đó chính là sketch selection. Trước hết là bạn phải tạo cho nó cái biên dạng này đấy, để nó đi theo cái đường này chứ, biên dạng không có thì làm sao. Bây giờ điều cần cần và đủ đó chính là một cái biên đường dẫn và một cái biên dạng. Bây giờ có đường dẫn nhưng chưa có biên dạng thì bạn tạo cho nó, thì bạn vào cái mục là sketch selection này, bạn tích vào cho mình. Rồi ở đây nó xuất hiện cái hộp thoại này rất là quen thuộc với mọi người rồi. Thì ở đây bạn chọn, ví dụ như bây giờ bạn chọn là normal tụ phạt chẳng hạn, bạn chọn là theo phần trăm chiều dài hoặc là chiều dài cung. Thì ở đây bạn sẽ kích vào một điểm đấy, thì ở đây mình nên là sử dụng theo phần trăm cung ha, phần trăm. Thì ở đây bạn sẽ đưa về điểm không là cái điểm bắt đầu của nó, không là cái điểm bắt đầu của nó nhá, thấy không, điểm không là cái điểm bắt đầu của nó này, ví dụ như vậy. Rồi bạn tích ok, rồi bạn vẽ cho nó một cái, bạn vẽ cho nó một cái biên dạng, ví dụ như dạng hình tròn đi ha, tròn đi ngay tại tâm này, có đường kính là ví dụ như là 60 chẳng hạn, 60 chẳng hạn. Ok, 60 ha. Ok, Close này. Rồi Finish Sketch này. Rồi, thì hộp thoại này xuất hiện thì nó xuất hiện ra cái lệnh này, đó là nó giống như cái lệnh sweep bình thường thôi. Nhưng mà bạn để ý có cái tùy chọn nâng cao trong này này. Thì ở đây cũng có cái điểm start, bắt đầu start ví dụ như là 20% này, thì có nó ngắt quãng. End ví dụ như start là điểm bắt đầu nhá. Bắt đầu theo phần trăm của cái đường cơ này này, và phần trăm n là điểm kết thúc này, 80% này. Tùy thuộc vào các bạn ha, bạn muốn là cho nó đi bao nhiêu phần trăm đường kính thì bạn sẽ nhập cho nó. Như ở đây mình sẽ để nguyên cho nó hình dạng bắt đầu 100 vẫn giữ nguyên, à không á, không, ok, ví dụ như vậy. Ví dụ có cái đường sweep như vậy, nhưng mà bạn để ý có cái mục đó chính là secondary selection này, đó chính là cái tùy chọn nâng cao, và cái phần này chính là cái phần quan trọng nhất trong cái mục là variable validation sweep. Bạn tích vào đây, bạn tích vào trong cộng, bạn add new set là add new thêm các cái điểm pole đó. Như đây chú ý cho mình nhé, bạn tích vào đây thì chú ý cái hộp thoại này xuất hiện thì nó sẽ đưa cho bạn chia, nó chia cái đường cơ này làm 3 phần, đó chính là không này, ngay tại đây 50 là đoạn giữa, và 100 là điểm kết thúc. Thì bạn cũng có thể tạo thêm nha, bạn add thêm này đấy, thì nó sẽ tự động chia nhỏ các cái phần ra cho bạn, hay thấy không, chia nhỏ các cái phần ra, thấy không, không này. Ví dụ như không thì bây giờ có cái lệnh nâng cao này, mình muốn nói với các bạn này,
Đây. Thì ở đây ví dụ như là hồi nãy là cái đường tròn của mình bây giờ là phi 560 đúng không? Bây giờ bạn sẽ chọn cho nó sáng vào nhá. Start này bạn chọn sáng sáng, bạn kích vào cái đường tròn này bạn có thể thay đổi nó. Thấy không? Tính năng này rất là hay ha. Nhưng mà cái điểm bắt đầu này nó không cho bạn thay đổi. Thì là điểm bắt đầu của socket mà nên là không cho thay đổi, thì bạn sẽ thay đổi từ cái điểm 25% này bạn kích vào. Thì 25% này thì bạn sẽ tích vào cái đường tròn, nó hiện cái phi này lên thì bạn kích chuột trái hai lần vào thì nó xuất hiện, thì bạn thay đổi cho nó ví dụ như 80 thì nó sẽ tự động thay đổi cái tiết diện của bạn ha. Đó, lệnh này thấy hay không? Rồi ví dụ như chỗ này thì bạn cho nó là 75% à 50%. 50% này bạn sẽ kích vào và nó sẽ chọn cho nó sáng này nhá, selection này này. Đó chính là cái phần 50% này này, thì bạn sẽ chọn vào cái phi này, kích hai lần vào, kích chuột trái hai lần vào và bạn thay đổi nó ví dụ như là 100. Nó sẽ tự động thay đổi cho bạn ha, thay đổi cái tiết diện của cái đường. Đấy, hay không? Rất là hay ha. Rồi ví dụ như bây giờ cái chỗ 75, chỗ 75 này bạn thay đổi cho nó start này, ví dụ như bây giờ bạn cho nó là 30 thôi chẳng hạn, thì nó tự động bóp nhỏ lại cho bạn. Đấy, thấy không? Đây là nó cho phép bạn là thay đổi cái tiết diện. Đó chính là cái lệnh variable sweep này ha, rất là hay. Rồi ví dụ như điểm cuối bạn cũng có thể thay đổi nó này. Đấy, bạn sẽ thay đổi ví dụ như là 200 chẳng hạn. Đấy. Thì nó cho phép bạn thay đổi ha. Đấy, ok chưa? Rất là hay ha. Đó, thì chú ý cho mình này. Bạn vẫn cứ add thêm. Nhưng mà lúc bạn tạo động cơ xong thì bạn phải tích vào cái mục đó chính Sketch Selection này. Rồi, bạn tạo cho nó cái Sketch biên dạng ban đầu và bạn phải gắn kích thước nha. Sketch này bạn phải gắn kích thước thì nó mới ok được. Rồi, tiếp tục thì the Start với lại Anchor thì không quan trọng. Phần quan trọng nhất là mục Secondary Selection này này. Đó, chính là cái phần này. Thì bạn sẽ thiết lập cho nó làm sao cho nó hợp lý nhất. Ok, bạn có thể add thêm nhiều cái và tùy vào cái biên dạng cần thiết của bạn. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong ha. Rồi bạn tích ok này, nó sẽ ra biên dạng cho bạn. Đây, biên dạng của mình là như vậy. Bây giờ là bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ là ấn các cái datum này, Ctrl B này, Ctrl B này, ấn Ctrl B này. Đấy, rất là hay ha. Họ rất là hay. Đây là vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong hai kiểu, đó chính là script volume và variable validation script ha, rất là hay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.